Chương 1 Ngươi muội Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngươi muội Có thể hiểu là một câu chữ tục, edit Hồ Điệp Nhi, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn qua đường, để lại tiền mua đường Quân tiểu ta lẩm nhẩm lời kịch, mất tự nhiên khụ một tiếng Thật ngượng quá, làm theo phép tắt thôi Đột nhiên xuất hiện người cướp giữa đường Hai nam nhân đi ngang qua sắc mặt hơi đổi tách, xin hỏi cô nương là muốn cướp chúng tôi sao một âm thanh ấm áp như gió xuân mang theo sự kinh ngạc vang lên nghe qua thực lễ phép thực trấn định có vẻ là nhân vật lớn quân tiểu ta cảm thấy xấu hổ nàng là người tốt làm ra chuyện như vậy cũng là bất đắc dĩ nhìn thấy đối phương nho nhã lễ độ giọng điệu nàng ôn nhu nhà ta có chút chuyện khó nói huynh đài a à, giang hồ giúp đỡ các ngươi tự hiểu là được rồi ta sẽ không thương tổn các ngươi Câu nói có chút bất đắc dĩ làm cho hắn dở khóc dở cười. Cuối cùng là cướp hay là ăn xin đây? Không có. Một tiếng nói lạnh nhạt khác nghe không ra hờn giận, xem ra thực không kiên nhẫn dây dưa với nàng, quân tiểu tà mặt nóng lên. Thật sự không có sao. Người này thực không để mặt a, à, nàng là tới cướp, không phải đến đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, làm sao không chịu làm theo kịch bản chứ? Đao kiếm không có mắt, giữ tiền hay giữ mạng, chính mình chọn đi. Hà chủ nhân tiếng lạnh nhạt kia phát ra tiếng cười lạnh khinh thường, khiến cho quân tiểu tà vô cùng nổi giận, đào đốn củi trong tay vung lên mạnh mẽ, một cái cây nhỏ xấu số gần đó phát ra tiếng răng rắc rồi gãy xuống, đào lóe ra ánh sáng. Nhìn rõ chưa? Trên tay bổn tiểu thư có vũ khí thì tính sao? Nam nhân một bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, ông cánh tay, trêu tức nàng, không thể được, nàng hiện tại rất cần bạc để trốn chạy, hơn nữa ngồi đợi đến chân đều đã tê rần mới gặp hai người lần đầu tiên xuống biển nói gì cũng không thể tay không mà về điềm xấu a à, quân tiểu tà đổi chiêu không ngừng cố gắng mọi người đều là ra đường gặp nhau làm gì khó xử lẫn nhau giúp người chính là giúp chính mình vị huynh đài này hẳn là sẽ hiểu điều đó chứ nói cũng đã nói đến mức này rồi nếu ngươi còn nói không bổn tiểu thư đành phải buông đợi người khác thôi biết chẳng qua cô nương à trên người chúng ta thật sự không có bạc a à. nam nhân nhã nhặn tận tình khuyên bảo nói cô nương hay là như vậy đi chúng ta đang định đến phái hoa sơn làm khách trưởng môn phái hoa sơn có tấm lòng nhân hậu sẽ vui lòng giữ cô nương ở lại quân tiểu ta hơi lui về sau sợ run cả người cảm ơn hảo ý của ngươi ta không cần mới từ hoa sơn trốn đi nay lại theo các ngươi trở về ta đâu có ngu ngượng ngùng hai vị ta đang vội phiền toái phối hợp một chút thật có lỗi, bản công tử không có hứng thú phối hợp hành vi ngu xuẩn của ngươi. Nam nhân lạnh khốc nói xong, phẩy tay áo một cái liền rời khỏi, quân tiểu tà tức giận a, à, vùng đào ở trước mặt hắn, ánh sáng lóe lên, nháy mắt thắp sáng tầm mắt, sau đó đồng tử quân tiểu tà kịch liệt co rụt lại, một lát khôi phục bình thường, chỉ là trong lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi lạnh, muốn ngừng cũng không ngừng được, một đôi mắt rất lạnh, nếu không phải nàng có công phu phòng thân, chỉ sợ hiện tại đã bị nằm úp sắp, huynh đài ta không có ý hại ngươi, thỉnh thứ lỗi cho ta đã đắc tội. Này, có chuyện từ từ nói, có chuyện từ từ nói. Nam nhân nhã nhặn vội vàng khoát tay áo, ý đồ ngăn cản tình thế chuyển biến xấu, lại bị nàng ra tiếng ngăn lại. Ta nói chuyện vẫn tốt lắm, là hắn không muốn hợp tác. Buông cười. Giọng Nam lạnh khóc nói. Nửa đêm chặn đường đánh cướp bất thành liền động đau động thương, bản công tử là lần đầu tiên thấy người tốt nói chuyện như ngươi vậy. Quân tiểu ta tức giận thật rồi, nàng cũng là lần đầu tiên thấy nam nhân mà nhỏ mọn như thế, ta mặc kệ, hôm nay không giao tiền ra, ai cũng đừng mong rời đi. Nói cái gì thì nói, nàng là người xấu thì sao, nàng cũng không tin trong thiên hạ không có tồn tại người xấu hơn nàng, nam nhân lạnh khóc suy cười một tiếng. Hôm nay đừng nói ta không có, cho dù có ta cũng không cho, bản công tử muốn nhìn, ngươi có thể làm gì ta? thực không cho. Muốn đấu với ta đến cùng sao, không cho. Mạnh mẽ đáp, coi như ngươi đang làm việc nghĩa đi. Cuối thấp người, nàng nhõng nhẽo thay cho cứng rắn, ngươi có tay chân đầy đủ, tay làm hàm nhai không phải càng đáng giá sao. Lật lòng thuyết giáo, hay là như vậy, ngươi đưa địa chỉ của ngươi cho ta, chờ ta có tiền trả lại cho ngươi. Quân tiểu ta cắn răng một cái, đau lòng nói. Gấp bồi. Ha, nam nhân lạnh khóc đưa tay đẩy ra cây đào trước mặt, không chút để ý phun ra hai chữ. Không có. Quân tiểu ta gần như muốn ngất, hôm nay xuất môn không coi ngày, gặp phải thứ gì không biết. Đang muốn dùng sức mạnh, không nghĩ tới xa xa có ánh lửa lóe ra, tiếng bước chân dày đặt hướng tới bên này mà đến, ngươi, xem như ngươi lợi hại. Theo tiếng bước chân tới gần, quân tiểu ta bỏ chạy, nếu như bị bắt trở về thì thật xui xẻo nàng mới không muốn thay thế tỷ tỷ cùng cha khác mẹ gả cho đại ma đầu núi không chuyển nhưng mà đường chuyển thời điểm chúng ta gặp nhau ngươi chờ đó cho bổn cô nương xa xa truyền đến tiếng trống giận không cam lòng của quân tiểu tà nằm nhân lạnh khóc khóe miệng khẽ nhếch chúng ta rất nhanh sẽ lại gặp mặt đi điều tra nàng cho ta dám đánh cướp bổn tọa ngươi là người đầu tiên ở trung nguyên này không nghĩ tới lần đầu tiên đi vào trung nguyên liền phát sinh chuyện thú vị này quân chủ nhà đầu kia rất thú vị. Sơ lâu hứng thú nhìn về phía trước, nguyên thần trường không khẽ nhíu mắt, ánh mắt lợi hại như đau. Người có hứng thú với nàng sao? Ách, tò mò mà thôi. Ha ha. Sơ lâu anh cười một tiếng, bóng dáng như ma quỷ lập tức biến mất tại chỗ, tàn ảnh còn chưa mất đi, người đã muốn về tới vị trí vừa rồi, giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng rời đi nếu một màn này bị quân tiểu tà thấy chắc chắn sẽ bị dọa hồn phi phách tán. Quân chủ, nạn là quân tiểu ta, năm nay 18 tuổi, là nữ nhi của trưởng môn Hoa Sơn khi say rượu cùng một nô tỳ sinh ra. Sơ lâu anh đổ mồ hôi một phen, không ngờ một nữ nhi cá tính như thế lại có thân thể như vậy, chỉ có nhiều đó. Nguyên thần trường không híp mắt phượng lại, thản nhiên hỏi, ha ha, lại nói tiếp cùng quân chủ có lẽ còn có chút quan hệ. Sơ lâu anh không dám khoe khoang, đem tin tức điều tra nói hết ra, thì ra Phái Hoa Sơn bị thua tại quần anh hội, phải chuẩn bị cống phẩm tiến cống yểm cung, trong đó bao gồm vàng bạc tài bảo cùng với mỹ nữ. Mà quân tiểu tà kia bởi vì không được cha sủng ái, trưởng môn phái Hoa Sơn liền an bài nàng thế thân cho nữ nhi thứ hai của mình. Nói đến nói đi, nàng cũng chỉ là một nữ tử đáng thương thôi, đi thôi. Nguyên thần trường không nghe xong, đôi mắt hơi lóe lên, phía trước, quân tiểu tà vội vã đào hôn chạy không kịp thở thẳng đến khi xác định chính mình an toàn mới dừng lại ở ven đường từng ngụm từng ngụm thở dốc người đang xui xẻo uống nước lạnh cũng sẽ ê cả hàm răng vừa dừng lại chợt nghe phía sau một trận tiếng cười cô nương chúng ta lại gặp mặt quân tiểu ta liếm liếm môi khô khốc đầu cũng không quay lại nói ta với ngươi rất quen thuộc sao ai muốn gặp lại ngươi sơ lâu anh đối với lời của nàng vào tai này ra tai kia nhếch miệng cười người có nơi nào không thể không gặp lại không ngờ chúng ta vừa mới gặp khi nãy giờ lại gặp nhau điều này nói lên điều gì nói lên chúng ta rất có duyên a à, đã có duyên hay là cùng nhau kết bạn đi không rảnh quân tiểu ta mặc kệ hắn tự cố gắng tiếp tục mục đích của bản thân bước chân rời đi vẫn giữ yên lặng nguyên thần trường không thản nhiên nói ngươi không phải nói ta chờ ngươi sao khiêu khích quả là khiêu khích dù tính tình quân tiểu ta tốt đến đâu cũng nhịn không được mà tức giận xoay người thở hổn hỉnh. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Bổn tiểu thư cũng không phải là dễ bị dọa, chật, những lời này nên để ta nói. Vẻ mặt trêu tức, thập phần đáng đánh đòn, quân tiểu tà đỏ mặt tí tai, nghẹn một lúc lâu mới nghẹn ra một câu lời kịch kinh điển. Y Phúc Diêu Thời gian nói dài dòng với ngươi ta đã chạy thoát rồi, ủ rũ xoay người, bước chân nặng nề chậm rãi đi về trước, nhìn chung hai kiếp làm người lúc nào cũng gặp chuyện xui xẻo, kiếp trước nàng sống an phận thủ thường không ngờ tới lại bị người đàn ông mình yêu lừa gạt lừa nàng không còn một xu đã lỡ đi vay nặng lãi cùng đường mới làm ra quyết định sai lầm vốn dĩ nghĩ rằng chết đi cũng tốt dù sao cũng không có gì luyến tiếc từ nay về sau xong hết mọi chuyện không ngờ ông trời có mắt làm nàng sống lại có thể sống thêm một lần cũng tốt coi như đi du lịch xuyên thời gian đi thân phận xấu hổ nàng không oán giận bị người chăm chọc khiêu khích khi dễ nàng cũng nhìn nhưng lại gã nàng cho một ma đầu giết người không chớp mắt thì vạn lần không được Kiếp trước đã không nắm chắc cuộc sống của chính mình đã thật đáng tiếc Chẳng lẽ đời này còn muốn để người người khác sắp xếp Cho nên nàng suốt đêm chạy trốn, đi quá vội vã Không đem theo lương khô cùng bạc, bất đắc dĩ mới xuống tay đánh cướp Nàng cũng là nhất thời nảy lòng tham không được sao Nàng cũng không nghĩ tới muốn đã thương người khác Nhưng hai năm nhân này cũng thật đáng giận So với vắt cổ chạy ra nước còn khó hơn lúc này còn khi dễ trên đầu nàng nàng đã trêu ai chọc ai càng nghĩ càng giận càng nghĩ càng thương tâm quân tiểu tà bất giác đỏ hốc mắt nàng làm sao vậy nhìn thực bi thương a à? sơ lâu anh vuốt cầm, biểu tình vô tội nguyên thần trường không liếc mắt một cái e sợ cho thiên hạ không loạn bước nhanh đi đến bên cạnh quân tiểu tà cùng nàng sống vai mà đi giọng lạnh lẽo nói ngươi đang khóc liên quan gì ngươi quân tiểu tà lau đi nước mắt sắp rơi xuống căm giận nói. Ta khóc hay không là chuyện của ta, ai cần ngươi lo. Từ khi sinh ra đến giờ nàng chưa thấy nam nhân nào đáng ghét như hắn, chật, gặp chuyện nhỏ như vậy đã khóc, đợi lát nữa làm sao mà nàng chịu được. Không biết vì sao, nhìn thấy nàng khóc, hắn lại có chút chột dạ. Hung hăng nói một câu, liền nắm cánh tay quân tiểu tà bay lên trời, hành động đột ngột của hắn dọa quân tiểu tà sắc mặt trắng bệch, theo bản năng ông sát lưng áo của hắn, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, ngươi làm vậy là sao? Có tin ta đánh ngươi hay không? Ha ha, đã quên nói cho nàng, kỳ thật ta với nàng giống nhau. Thanh âm trên đỉnh đầu như bay bay nhẹ nhàng, nhưng quân tiểu tà vẫn ngửi được mùi gì đó nguy hiểm trong câu nói của hắn. Cái gì giống nhau? Ai muốn vô sĩ giống ngươi, Nguyên Thần Trường không không nghe thấy nàng đáp lời, môi gợi lên một chút ý cười xấu xa. Bản công tử, cướp sắc quân tiểu tà ngây ngốc, ngơ ngác ngẩng đầu, tầm mắt xuyên qua gió, nhìn về phía nguyên thần trường không, dưới ánh mắt hoa lệ thâm thúy tràn ngập tà khí của hắn hôn mê bất tỉnh, trước khi ngất xỉu, môi run run tràn ra hai chữ. Em gái ngươi. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.